Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay xin làm bài tập số 1 và về đề tài là dùng đơn đi lấy A và một layout bất kỳ là thực hiện việc chạy random giữa hai số A và B A và thực hiện phép chia lấy hai số thập phân. Đầu tiên ở đây em sử dụng layout để thiết kế giao diện. Trong giao diện của em sẽ gồm có là một ô nhập vào số A, một ô nhập vào số B, một nút nhấn thực hiện để thực hiện phép cộng, một nút nhấn thực hiện phép trừ, một nút nhấn chia để thực hiện trả về hai số ô thập phân. Ở đây là ô kết quả để hiển thị trả về kết quả, và một ô nút nhấn tên là kết quả để thực hiện việc chạy random giữa hai số A và B. Sau đây là sẽ thực hiện bắt đầu bài. Sau đây là đối với được sử dụng layout thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo áo là thuộc tính coi đó là sẽ xếp theo chiều dọc hay là chiều nằm về dọc hay là nằm ngang. Thì ở đây sẽ sử dụng thuộc tính là vertical là theo chiều chiều dọc, và sử dụng thuộc tính là orientation để khai báo. Quay sum bằng 3, có nghĩa là trong cái layout layout chính này sẽ gồm có ba cái layout con bên đó. Chúng ta sẽ đi khai báo là thuộc tính là chiều rộng và chiều cao cho đây, cho layout này là matference, có nghĩa là form màn hình. Trong cái ô để nhập vào số A này thì em sẽ sử dụng là edit test. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi khai báo ID để thực hiện việc ánh sáng bên phần main.activity.java. Chúng ta sẽ khai báo chiều rộng là main.layout width và chiều cao là layout height. Để người dùng biết đó là nhập vào số A hay số B thì chúng ta sẽ thực hiện đi gợi ý cho người dùng, và sử dụng mà hint và đặt cái màu cho chữ gợi ý là text color height. Thế gọi là text color hint. Về nút nhấn về cái ô để nhập vào số B thì được, em sử dụng để test, và được thì đầu tiên chúng ta cũng phải khai báo ID cho ID thì khai báo ID cho cái edit test này tên là số B, khai báo áo chiều rộng là layout width, chiều cao là layout height, và gợi ý cho người dùng biết đây là ô số B để người dùng nhập vào là dùng hint, và đặt màu cho chữ gợi ý là text color hint. Ở phần ba nút nhấn cộng trừ và chia, em sẽ sử dụng thêm một cái layout để thực hiện việc quản lý và chỉnh sửa cho dễ dàng. Thì đầu tiên chúng ta hãy khai báo thuộc tính origin, thuộc tính là orientation, và khai báo là horizontal là theo chiều nằm ngang, khai báo là chiều rộng là layout width là wrap content, và chiều cao là layout height là wrap content. Ở đây chúng ta có thuộc tính thêm thuộc tính là layout margin left, có nghĩa là cái layout này sẽ cách cái bên trái là 45 dB, và cách cái ở trên là 20 dB. Đầu tiên là nút nhấn button cộng. Thì đầu tiên chúng ta khai báo ID cho nút nhấn tên là cộng, khai báo chiều rộng layout width lock crop content, khai báo chiều cao. Ở đây chúng ta sẽ đi đặt màu nền cho nút nhấn này, thì sử dụng là background. Đặt tên cho nút nhấn là test, kích thước của cái tên của nút nhấn là test size là bằng 30 USB. Ở đây ta sẽ sử dụng ta sẽ đưa cái dòng test này vào ở giữa cái nút nhấn, thì sử dụng cái thuộc tính là gravity bằng center. Ở đây là thuộc tính là layout margin right, có nghĩa là nút nhấn cộng này sẽ cách cái đối tượng view bên phải của nó là 10 dB. Tương tự nút nhấn trừ, đầu tiên chúng ta đặt ID cho nó, khai báo chiều rộng chiều cao, đặt màu nền, chữ của nút nhấn này là dấu trừ, kích thước của chữ là 30 SP, đặt đặt cái dòng chữ này nằm ở giữa của nút nhấn đó không, và căn lề thì nút nhấn trừ này sẽ cách ra bên và đối tượng bên phải của nó là nút nhấn chia này là 10 dB. Cuối cùng mà nút nhấn chia, đầu tiên chúng ta cũng phải khai báo ID cho nó, khai báo chiều rộng layout width, chiều cao layout height, đặt màu nền, đặt dòng test cho nút nhấn này là dấu chia, kích thước của nút nhấn này là 30 SP, và đặt cái dấu chia này nằm ở giữa. Tiếp theo là cái ô đi hiển thị kết quả. Thì em sẽ sử dụng thêm một cái layout để làm ô hiển thị kết quả, và kết quả thì em sẽ thực sẽ mỗi mỗi một cái view em sẽ cho thêm một cái layout để quản lý. Thì đầu tiên là về ô hiển thị kết quả,
Đầu tiên chúng ta khai báo cái thuộc tính cho cái layout con này là orientation là vertical, là để cho nó sẽ theo chiều dọc, khai báo chiều rộng layout width và layout height là block content. Về cái ô thì kết quả thì em sử dụng lại để test, thì đầu tiên chúng ta cũng phải khai báo ID cho nó, khai báo chiều rộng layout width và chiều cao layout height. Tương tự như ô đăng nhập vào số A và số B thì ở ô hiển thị kết quả thì chúng ta cũng phải gợi ý cho người dùng biết đây là ô để hiển thị kết quả với sử dụng thuộc tính là hint để và đặt màu cho chỉ gợi ý. Cuối cùng là cái layout con để thực hiện nhấn nút trả về random kết quả giữa hai số A và B. Thì đầu tiên chúng ta phải khai báo thuộc tính cho cái layout này là horizontal, là có nghĩa là sắp xếp theo hàng ngang. Khai báo chiều rộng layout width, chiều cao là layout hay là bằng wrap content hết. Về nút nhấn thì đầu tiên chúng ta cũng phải khai báo ID, khai báo chiều rộng, chiều cao. Đây là layout thuộc tính layout margin left, có nghĩa là cái view này, cái nút nhấn kết quả này nè, nó sẽ cách bên cái viền bên trái là 100 dB và nó sẽ cách cái phần ở trên này, cách cái với kết quả này là 20 dB. Hay đặt cái tên của nút nhấn là kết quả, cái thước của đu, cái test là 30 dB và đưa cái dòng test này nằm ở giữa của nút nhấn, cho đóng thẻ layout lại, rồi cuối cùng là đóng thẻ layout của chính lại. Như vậy đã xong cái phần thiết kế giao diện. Và một cái điều lưu ý là chúng ta phải nhớ được cái tên ID của các view này để khi ánh xạ sẽ không bị lỗi. Tiếp theo thì em sẽ qua phần mainActivity.java để thực hiện viết code cho chương trình. Thì đầu tiên công việc đầu tiên chúng ta phải đi ánh xạ cho các phần tử các view này. Đặc mà chúng ta sử dụng là ba edit test thì nó sẽ khai báo là edit test, đặt tên biến cho nó. Và trong bảng chúng ta có bốn nút tên thì chúng ta sẽ đi khai báo tên của bốn bốn biến này. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện việc ánh xạ. Đầu tiên là edit test số 1 á, thì đầu tiên là edit test 1 sẽ bằng thuộc tính của nó edit test file view by.id r.id chấm đây là số A. Để, có nghĩa là chúng ta sẽ ánh xạ cái số A này, ánh xạ số A này qua đây. Thì tiếp theo là edit test số 2 thì chúng ta sẽ thực hiện việc ánh xạ số B. Edit test số 3 thực hiện việc ánh xạ cho cái ô hiển thị kết quả btn bằng thuộc tính button file view 3.r.id.btn ánh xạ cho cái nút nhấn thực hiện việc chạy random. Tương tự ta sẽ đi ánh xạ cho nút nhấn chạy cộng trừ chia. Tiếp theo là cái phần thực hiện việc gắn sự kiện cho cái nút nhấn. Đầu tiên là nút nhấn chạy random, nó sẽ thực hiện cái việc là lệnh thực hiện cái lệnh là btn.setOnlist listener view. Ở đây chúng ta sẽ khai báo là chuỗi là ở đây là khi mà người dùng nhập vào là số hố à, khi ở đây khi người dùng mà nhập vào số nhưng nó hiển thị ở trên trên màn hình chúng ta là đó là ở dạng chuỗi, nên chúng ta sẽ đầu tiên nên là sẽ là lấy cái số đó trả về chuỗi bằng cái dùng lệnh là edit1.getTest.toString. Và chúng ta sẽ ghé cho nó là một cái tên là chuỗi mắc và khai báo cái chuỗi mắc là chuỗi string. Tương tự thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị của người dùng nhập vào số B trở đưa về dạng chuỗi. Và để thực hiện việc chạy random giữa hai số A và B thì chúng ta phải chuyển từ cái dạng chuỗi đó trở về dạng số bằng cái lệnh là integer.valueOf tên chuỗi và gán cho nó số A. Ở đây chúng ta sẽ khai báo số A và số B là integer. Tương tự ta sẽ lấy chuỗi min gán chuyển về dạng số và gán cho số B. Muốn thực hiện việc chạy random giữa hai số A và B thì chúng ta sẽ thực hiện cái hàm là random, khai báo tên cái tên biến là rd hay chấm bằng new hàm random, làm để chúng ta sẽ khai báo thêm cái biến là is kiểu integer bằng cái tên của cái việc hàm random này là tên rd.net integer, cú pháp là số a trừ số b cộng 1 cộng cho số b. Đây là hàm mà đây là cái cú pháp để lấy số random chạy giữa hai số a và b. Và ở đây
cái câu đề này để trả về để trả kết quả về dạng chuỗi để hiển thị trên cái ô kết quả. Để sử dụng là edit kết quả chấm set test string chấm value of x vì kết vì x đang là integer. Nếu chúng ta để set test integer thì sẽ không hiển thị được kết quả, nên chúng ta phải gắn string vào đây thì mới hiển thị được cái dạng chuỗi trên màn hình. Tương tự chúng ta sẽ gắn sự kiện cho nó cộng, thì đầu tiên chúng ta cũng phải lấy giá trị của người dùng nhập vào chuyển về dạng chuỗi, rồi sau đó chuyển từ dạng chuỗi này sang dạng hằng số để thực hiện phép tính tổng bằng số 1 cộng số 2 và trả về kết quả hiển thị ở ở trên ô kết quả. Tương tự cho nút nhấn trừ lên xe, đầu tiên chúng ta cũng phải lấy giá trị của người dùng nhập vào rồi chuyển sang dạng chuỗi rồi sau đó sẽ chuyển từ dạng chuỗi này sang hằng số để thực hiện phép trừ và trả về kết quả hiển thị trên ô kết quả. Cuối cùng là nút nhấn chia. Đầu tiên thì chúng ở nút nhấn chia thì có một số điểm lưu ý như sau, thì chúng ta phải khai báo áo số số 1 và số 2 đó là kiểu float tại vì số thực, tại vì đề bài yêu cầu là lấy hai số thập phân nên sẽ dấu chấm, nên chúng ta phải khai báo thêm một biến đó là thương, là cũng là kiểu số thực luôn. Thì đầu tiên chúng ta cũng lấy giá trị của người nhập vào chuyển sang kiểu string, sau đó từ kiểu string muốn thực hiện được phép toán thì chúng ta phải chuyển sang kiểu số. Ở đây thương là phép chia sẽ bằng số 1 chia số 2. Đề bài yêu cầu là hiển thị hai số thập phân sau dấu chấm, thì muốn hiển thị được hai số thập phân sau dấu chấm thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh là string chấm format phần trăm chấm 2f thương, có nghĩa là nó sẽ khi kết quả thương này được hiện ra thì nó chỉ lấy hai số nó sẽ lấy hai chỉ lấy hai số thập phân sau dấu chấm này thôi, và chúng ta sẽ trả về kết quả đã là edit để trả, và sau đó chúng ta sẽ trả về kết quả trên ô hiển thị kết quả là với cú pháp là edit kết quả chấm set test tên chuỗi đây. Như vậy là vừa rồi là em đã làm xong cái phần thiết kế giao diện và phần code cho bài dùng linear layout để thiết kế giao diện. Sau đây em sẽ thực hiện việc mô phỏng trên máy tính. Ở đây giao diện chúng ta gồm có là số ô nhập vào số a, ở đây là edit 1, ở đây là edit 2, ba nút nhấn là cộng trừ và chia, đây là ô để hiển thị kết quả và đây là nút nhấn có tên là kết quả để thực hiện việc chạy random giữa hai số a và b. Thì đầu tiên em sẽ nhập vào số a một số ví dụ như là 20, số b là số 3. Ở đây chúng ta nếu nhấn vào dấu cộng đây thì kết quả sẽ là 23, nếu chúng ta nhấn vào trừ sẽ là 17, nếu nhấn vào chia sẽ là 6 và 67, và nếu chúng ta thực hiện việc chạy random nếu nhấn vào kết quả thì sẽ thực hiện việc chạy random cho A và B. Thì đây là khi chúng ta nhấn vào kết quả thì nó sẽ chạy random ngẫu nhiên giữa hai số A B, là A là 20, B là 3 thì sẽ chạy random giữa hai số này sẽ là 5. Như vậy bài tập 1 của em đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã rất nhiều giờ.